Đánh chí, họ đi nhìn nó đẹp vậy. Thì có được cái tay em có đẹp một được gì. Ok. Chào mọi người đến YouTube nào không? Bye bye. Đi. Dậy đi chờ. Bước quá đi chiều đi vẫn cứ đi bình thường, nó liên quan gì đến là bước quá. Vậy đi chờ. Biết mấy giờ đâu? 3 giờ mốt. 5 giờ đấy bạn ơi. Đi sáng dậy sớm thôi, làm việc thôi. Rốt cuộc có dậy không? Nói bố đi. Cho ngủ thêm đúng 10 phút nữa. Em ngủ quá, ngủ ngủ. Ngủ thì cái trên dưới vẫn cứ ngủ. Chịu. Đúng 10 phút nữa. Nghe chưa? Nghe chưa? Mới còn ngủ mơ biển lâu không nghe rồi. Mới thi xong nghỉ lên năm ngủ cho nhanh từ cái trường chứ. Đúng 10 phút nữa nè. Mình đang ngủ các bạn ạ. Bình tĩnh. Quán này trang điểm tìm cho đẹp đẹp rồi đi chơi. Về mua đây, đây. Về nhanh không dậy mất. Làm tạm, bên đi được. Khiếp ngủ cháy thôi rồi đó. Bố mơ. Dậy đi chơi không? Ngủ tiếp rồi các bạn ạ. Nhớ yeah. Dậy đi chơi đi. Dậy đi chơi. Đi ăn chân gà. Rồi đi chơi. Được chưa? Chó đúng 30 giây dậy đi này. Không bộ đã đi xe bộ đi mình này. Nhanh nhanh nhanh. Rồi mặt. Cười cái gì tươi không bị rửa. Đi luôn. Không thì thôi. Cười cái gì tươi mà. Rồi đi. Sướng chưa, sướng chưa. Bộ đưa chân gà. Nhanh gần trước. Mình chơi buông ngủ à. Rửa mặt chứ, đi liền cho nó nóng gì chứ, rửa mặt thì muộn mất. Ăn cái bộ. Thì ăn chân gà. Con mà thích uống được thì gọi thêm. Xiềng không xiềng. Một chân gà phải ra hái. Có một cái chanh. Cái chanh. Một chân gà này. Mặt tươi tươi lên tí cũng để buồn ngủ thế. Bố quay làm kỷ niệm. Lưu lại khoảnh khắc. Sướng hả? Vậy đang muốn ngủ hả? Mặt tươi tươi lên đi. Cười cho tươi. Bố quay đấy, bố làm lưu lại kỷ niệm khoảnh khắc. Khoảnh khắc là ví dụ như một ngày bố con đi chơi, đi ăn, rồi công việc này vân vân. Được không? Được. Đói bụng không? Đói lắm, bố ngủ. Đói bụng nhưng mà vẫn ưu tiên ngủ hàng đầu đúng không? Không bên ý kể gói nó trắng điểm mình cái đem à. Kiểu nó khi trưa tô xó nó đi ngủ không chui đúng không? Không láo đúng không? Ngủ, không? Ngủ cũng phải đẹp chứ. Ai sai, món ra rồi. Em thấy Khánh Lý bên ý có tới không? Sinh nhân đúng không? Có. Đáng yêu từ từ tự nhiên hẳn. Đấy, dạ. Mời nha. Giống như uống bia với cung. Đấy, dạ. Trời ơi. Chân lý. Đang nóng rồi đi mà uống một cốc trà chanh. Thật là tuyệt vời. Công nhận này. Kiểu không make up nhưng mà kiểu là gió tóc thổi bay bay nhưng cũng xinh tế đấy chứ hay. Hay. Cười thế. Ai xài. Tuyệt phẩm. Bố biết rồi, bây giờ mà muốn gọi con dậy sớm á là cứ rủ đi ăn chân gà. Chân gà đến rồi. Chân gà đến rồi. Happy New Year. Ai xài. Đẳng cấp các bạn ạ.
Chánh ga xa tắc. Quá tuyệt vời. Chân gà đã ra, cục một cái nữa rồi ăn chân gà cho nó ngon. Yeah. Cô mới làm to rồi. Nói chung với Sáu cứ rửa mà ngủ nướng ấy. Kiểu gì chả nổi tiếng. Đấy. Lo lắng. Chà. Chà. Đảm bảo anh, tình ngủ luôn này. Nó bố cứ quay ăn chứ bố. Bố quay chân ga chứ quay với con mà hay. Tích tập đi. Dạ. Thế nào? Đẳng cấp. Thôi không ngon thì thôi. Ngon. Ngon hả? Ngon mới kiểu có vẻ như không ngon vậy. Thôi bố vừa quay vừa ăn đi. Người đẹp ăn miếng thịt gà cũng đẹp, miếng chân gà cũng đẹp. Ê chà. Qua nè. Ui tưởng tức này. Ui xà. Về bố sẽ đăng video này lên YouTube để cho mọi người biết được là con là có rất nhiều sở trường và sở đoản. Sở trường đó là thích ăn chân gà. Sở thích là thích ăn chân gà. Và sở thích nữa đó là thích ngủ nướng. Và thích được bố chăm sóc và trang điểm cho mỗi lúc đi ngủ. Chị được. Em cười cái gì đâu? À, em cười cái gì mà cười ha 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 vậy? À, đang ăn xoài. Đây, rồi để hành lý ăn cho tự nhiên. Đây. Thôi, ăn nhanh thì ta đi chơi thầy. Cái món này cho bố sẽ review con gái của bố cho mọi người xem. Nha. Thôi ăn đi, bố tắt cam nha. Xong chưa? Ngon lành chưa? Bây giờ đi chờ hè. Nhưng mà nhớ đi, con selfie một cái trước khi đi chờ đi. Cái selfie đi. Để bữa sau đừng có kiểu ngủ nướng. Chứ không con ra chờ đi tất cả. Mà bảo cười, cười mà cười cái đấy mô, cười cái đấy mô. Giật rồi. Gì đang gì đang con chứ đẹp thật, cho khen đẹp thật chứ đúng. Bây giờ đi, bây giờ đi, đi chờ đã rồi về chui sống. Đánh chi họ đi nhìn nó đẹp vậy thì con thì cái tay em có đẹp một gì về mà mơ đi chờ đi về không rồi bữa sau có ngủ đường không. Về chui, về lẩu rồi là đi chơi nha. Nha. Được không? Em về lại đi tẩy trang. Nhánh không? Rồi đi về. Nhánh lên. Rồi đi về. Về từ từ mà đi chơi nè. Sáu chưa bánh ngủ nướng cái này. Nghe chưa? Chưa chờ nha, khổ lắm. Ok. Chào mọi người đến YouTube đã không? Bye bye.